Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Thử thách bất ngờ. Vi sẽ giới thiệu một cô ca sĩ vô cùng xinh đẹp, đó chính là Hương Ly. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thử thách bất ngờ. Em là Hương Ly và hiện tại thì công việc của em là một ca sĩ và kinh doanh. Chúng ta sẽ cùng đón chào vị khách mời thứ hai, đó chính là nam ca sĩ Hồ Việt Trung. Hồ Việt Trung xin được kính chào Tường Vi, kính chào Hương Ly và xin được kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Là ngày hôm nay mà khi mà Hồ Việt Trung tới đây thì thật sự là thi cái này mình cũng hơi lo, tại sợ mình lỡ mà thi không được để về khán giả chửi mình ngu. Không có đâu, anh cứ yên tâm. Vì là MC mà có những cái từ mình nói, ủa, hồi đó giờ mình tưởng là cái từ này nó như vậy, nhưng mà mình ghi sai chính tả mà mình không biết. Vậy là coi như ngày hôm nay là mình đi học thêm một buổi đi. Mình đi học đi. Mình đừng có coi là đi thi gì hết. Đúng rồi đó, vậy là không có giải luôn hả? Phải có. Có chứ, có để động lực. Đúng rồi, phải có động lực chứ. Và tiếp theo sẽ là một cô gái rất là đáng yêu, đó chính là diễn viên Bảo Như. Xin chào mọi người, em tên là Bảo Như. Hiện tại em đang là diễn viên và em có làm một kênh YouTube nho nhỏ. Để mình xem khách mời cuối cùng như thế nào nha. Và khách mời của chúng ta chính là diễn viên Lạc Âu Quang. Dạ, xin chào tất cả các anh chị cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình Thử thách bất ngờ. Em là Lạc Âu Quang, em hiện là diễn viên. Nhưng mà hai thế mạnh nghệ thuật mà em đang đánh vào là: một là em sẽ là diễn lô tô, hai là em là một foil talent. Thì nếu mà bên khía cạnh lô tô á, là mình hay sưu tầm các câu dè, các câu ca dao, tục ngữ Việt Nam thì mình biết rất là nhiều. Và nếu mà bên foil talent là mình hay đọc sách á, thì mình cũng tiếp xúc với các mặt chữ, các chính tả rất là nhiều. Nên đến với chương trình ngày hôm nay thì mình cũng khá là tự tin đó nha chị Vi. Coi như là phát lên một cái sự tự tin ngời ngời luôn. Nhưng mà nãy nghe nó đọc lô tô được, giờ thử luôn, một câu đi. Đó. Chương trình thử thách bất ngờ nên em sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chương trình. Cho cái chữ thử thách bất ngờ vô luôn được không? Dạ có luôn. Ra luôn. Rồi bây giờ mọi người vỗ tay lấy nhiệt cho em nha. Hai, ba. Con số gì đây, cơ xa con mấy, con số gì đây, nghe dễ nghe dè, nghe mà tôi kể. Game show tôi nể có giá trị nhân văn, củng cố môn văn, biết lỗi sai chính tả, ca dao tục ngữ tiếng Việt nhà ta. Thử thách bất ngờ cho tình huống khó, nhưng trong cái khó nó ló cái khôn. Người chơi vui nhộn, MC hoạt náo, cùng nhau phát triển tiếng Việt muôn năm. 25 là tuổi của em ạ.